Xin chào mọi người nha. Nhà mình nuôi ốc nè mọi người ơi. Trước đây là cái này là cái hồ rùa nè. Mà bây giờ là rùa mà dời qua hồ kế bên hết rồi. Hồ bự hết rồi. Còn cái hồ này mình để em ốc, mình bắt ốc dưới mương á, mình đem lên mình để đây nuôi. Tại vì mình thích nuôi ốc lâu lắm rồi. Nhưng mà tại vì không có hồ để nuôi. Bây giờ thì mình nuôi được khoảng mười mấy ngày á, chứ còn khoảng nửa tháng đổ lại. Mà mọi người coi nè, trời ơi, không biết ngay bắt ngay nó là nó đã có bầu sẵn chưa nữa, mà bây giờ nó đẻ mấy ổ trứng luôn. Mình mới lụm được ổ mình để trong kia mình ấp kìa, mình coi trên mạng mình ấp, nhưng mà không biết là ấp nó có nở ra con được không nữa kìa. Nó đẻ luôn kìa, không biết để tự nhiên như vậy nó có nở không mọi người. Đây nè, con ốc này bụng nó đang đẻ hay chứ, ngộ quá không hiểu luôn á. Ôi, bộ đang đẻ gì á, đẻ bằng cái miệng luôn mọi người ơi. Thấy trên YouTube á là có nhiều bạn chia sẻ nuôi ốc, mình thích dữ lắm luôn á. Mình thích là mình thích có mấy có một năm mấy nay rồi đó. Mình nói là khi mình về đây thì về ngoại thì mình sẽ xây một cái bể bạc để mình nuôi thử, nhưng mà thấy anh hai mình nói là nó khó nuôi lắm cho nên mình cũng chưa dám. Bây giờ mình nuôi thử trong đây coi sao. Trời ơi con nè, rồi có ai biết cái trứng gì mình nên để tự nhiên hay là ấp không, nó mới nở không, để gì nó có nở không, có cần phải ấp nó không. Tại vì hôm bữa cái trứng kia nó đẻ rồi á, nó bự quá rồi nó lăn lộn tùm lum gớt nước, cái mình mới lụm lên mình coi trên mạng mình thấy ấp, nhưng mà mình không hiểu sao nó làm sao mà nó khô nó bể ra mà không thấy con lọt ra. Con nó đẻ luôn nè, nhìn thấy ham ghê không, thích quá trời thích luôn á, mà không biết nó nở được không nữa nè. Trời con đó nè, con nó bám trên thành nè, bên đây trứng nè đó, mình quay gần nó mới bự gì đó chứ, cái hai cái trứng này nó nhỏ xíu à, nó mỏng nhánh nè, nó có gì đó nó vậy đó. Đó có cái trứng này nè, trứng này chắc nó bự quá. Ôi nhìn nó đẻ coi kìa nè, đây nè, cho mọi người coi nè, con ốc nó bự gì nè. Chắc có thể là khi mà mình bắt dưới mương lên á là nó đã bự rồi cho nên nó đẻ luôn. Nó con này thấy không, mà bự không á, nó na luôn á, mới thả mới lục bình lên, lục bình nhỏ xíu à. Nhìn cái trứng đã không. Ai có kinh nghiệm nuôi ốc rồi á thì chỉ mình với nha, hay là mình để đại nó bám vô tường gì, mình để đại đi cho nó tự nở không, không biết nó nở được không nữa. Rồi mấy con cá kìa, mấy con cá nó lội kìa, mấy con cá sặc kìa, mấy đứa cháu mình nó đặt lợp nó thả vô luôn á. Coi trứng nè, đây cái đang đẻ trứng đảo quá à, cưng quá à. Mình cầm điện thoại nói vậy nó hình như nó hơi bị gung mọi người coi, mọi người thông cảm nha. Nuôi mà thành công á mình sẽ làm rộng ra, mình nuôi ốc luôn, thích quá trời thích luôn à. Để mình đi qua đây cho mọi người coi cái hồ rùa này. Thì cái hồ rùa hình như chưa thay nước á, thôi để bữa khác mình quay đi. Bữa khác mình quay cái hồ rùa mình thôi, xa xa thôi. Mình quay xa xa thôi. Chứ bây giờ nó hơi ý ẹ một chút. Hơi ý ẹ một chút xíu. Ai biết cách nuôi mà ấp trứng ốc á mà tỷ lệ thành công cao thì chỉ mình với. Hay là mình để đại gì có được không? Nếu mà được thì mọi người comment cho mình biết để mình để đại nó luôn, mình khỏi cần lấy trứng nha anh chị. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình mới lập kênh đây, mình mới lập kênh đây cho nên là làm nó còn lộng cộng lắm.
mọi người theo dõi mình để có những cái những cái tập dễ thương của mấy đứa nhỏ nha. Mình quay mấy đứa nhỏ nhiều, chủ yếu là quay mấy đứa nhỏ, tại vì mấy đứa nhỏ mình muốn cho nó chơi trò này chơi trò kia. Con cháu mà nó mê điện thoại quá, mình cho nó bớt lại, cho nó quay về tuổi đúng với cái tuổi của nó. Chào tạm biệt mọi người nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.